xem tử vi về tuần mới, xem vận mệnh và tài lộc của những con giáp may mắn nhất trong đầu tuần. Theo tử vi của hai ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, thì có tốt 3 con giáp đại cát đại lợi. Từ đường tài lộc đến đường sức khỏe, đường tình duyên đều cực kỳ khởi sắc, tới tấp đón những vận may bay vào nhà. Xin chúc mừng 3 con giáp có tên dưới đây là thuộc những con giáp cực kỳ may mắn trong 2 ngày, đó là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với những người cầm tinh con Sửu thì trời sinh đã là con giáp giỏi giang, tháo vát hơn người. Họ cũng giản dị, vui vẻ, hòa đồng và rất dễ gần. Về cơ bản thì ai cũng yêu quý họ. Với người tuổi Sửu là người có nhiều mối quan hệ xã hội rất tốt, họ đi đến đâu cũng có bạn bè. Một trong những điểm nổi bật khác ở người tuổi này là bạn rất khiêm tốn và kiên trì, rất quyết tâm bám đuổi mục tiêu đến cùng. Dù phải trải qua bao những khó khăn nhưng họ cũng không nhụt chí và nản lòng, càng trở ngại càng rèn luyện họ với sự nỗ lực và ý chí sắt đá nhất. Và theo tử vi trong 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9, thì người tuổi Sửu là người có tài vận hanh thông, vận thế ngày càng vượng phát và nâng cao hơn. Và khi sang năm thì con giáp này có dự định làm ăn, đầu tư thì nên tiến hành sớm, bởi vì tài vận của bạn đang có dấu hiệu tốt, mưu sự ắt sẽ thành, mọi thứ đều thành công một cách mỹ mãn ngoài sự mong đợi. Với người làm công ăn lương sẽ sớm được cân nhắc thăng chức, tăng lương, tóm lại là rất nhiều niềm vui sẽ đến gõ cửa người tuổi Sửu trong năm này. Và theo tử vi dự đoán là trong 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Sửu là người có đường tài vận cực kỳ hanh thông, vận thế ngày càng hương vượng. Chính vì vậy mà trong 2 ngày đầu tuần này, tức là ngày 26 và ngày 27, thì người tuổi Sửu hãy nhanh tay nắm bắt, chớp lấy thời cơ, thì con đường vượng phát chắc chắn sẽ đến với người tuổi Sửu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 về dương lịch này, đó là người tuổi Thân. Với những người cầm tinh con Khỉ cũng thuộc con giáp thông minh, tài trí nhanh nhạn hơn người. Họ luôn biết tận dụng các cơ hội làm giàu để kiếm tiền và đổi đời cho chính mình. Và theo tử vi học có nói thì chắc chắn trong 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 này, thì người tuổi Thân cũng là người có vận vượng quý nhân rất tốt. Họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội cực kỳ thuận lợi để phát triển những khả năng của mình, đồng thời hộ tá bạn trên từng bước đến con đường thành công nhất của chính bạn. Đặc biệt là đường tài vận sẽ đến với họ trong ngày mai. Nếu như nắm bắt được những cơ hội này thì người tuổi Thân sẽ kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài hưởng lộc, phú quý an nhàn, cuộc sống chắc chắn sẽ bước sang một trang mới. Về đường tình duyên của người tuổi Thân trong năm nay thì cũng có những dấu hiệu rất tốt. Với những người đã có đôi có cặp thì dự báo là chắc chắn sẽ có hỷ sự, tin vui. Có thể là người mang thai hoặc người còn độc thân cũng sớm tìm được một bờ vai để chia sẻ và có khả năng đi đến con đường hôn nhân. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 2 ngày đầu tuần, đó là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 này, là con giáp người tuổi Hợi. Với những người cầm tinh con Hợi là người có tài năng, có trí tuệ hơn người. Họ là người còn rất bộc trực và ngay thẳng, luôn có một tấm lòng bao dung và nhân hậu, thương yêu người khác. Với người tuổi này là người nhiều tham vọng, giàu ý chí vươn lên và không chịu sống an phận thủ thường.
và theo tử vi 2 ngày đầu tuần, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, thì vận khí của người tuổi Hợi ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi vì họ luôn được thần tài để mắt nâng niu, nên tài vận công danh của con giáp này đều cực vượng hơn so với năm cũ. Với những người mà làm trong lĩnh vực kinh doanh thì chốt được rất nhiều đơn hàng và cũng ký được rất nhiều hợp đồng lớn, phát tài phát lộc nhanh chóng là điều hiển nhiên. Còn đường công danh thì rất hanh thông, đường tình duyên của con giáp này trong năm cũng rất vượng. Đôi lứa luôn yêu nhau và thấu hiểu, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Với những người còn độc thân thì chắc chắn sẽ sớm tìm được nửa kia trong năm Nhâm Dần 2022 này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Với những con giáp nào phải cần nỗ lực hết mình trong tháng 10 âm lịch năm 2022 tới đây, nếu như muốn đạt được những thành công thì các con giáp sau đây cần phải nỗ lực hết mình trong tháng 10 âm lịch này. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mùi. Theo các chuyên gia trong phong thủy thì người tuổi Mùi thường là những người rất kiên cường, trái ngược với ngoại hình bên ngoài của họ. Bên ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng dù có gặp phải những thách thức lớn như thế nào thì họ vẫn không bỏ cuộc và luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của họ đến cùng. Và họ có một khả năng quan sát rất tốt. Với người tuổi Mùi thì thường là hay suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra những quyết định. Họ cũng là những người rất khoan dung và độ lượng, rất hào phóng với người khác và có nhiều bạn bè. Đây là thời điểm họ cần phải thận trọng hơn trong công việc, nhất là chuyện đầu tư, chuyện làm ăn, không nên nôn nóng. Đầu tư dàn trải sẽ dễ thất thoát tiền nhiều. Bên cạnh đó thì họ cũng cần phải chú ý kín kẽ hơn trong các mối quan hệ để không bị chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, với người tuổi Mùi là người cũng có những giai đoạn thuận lợi và suôn sẻ của chính họ, đó là tháng 2, tháng 5 và tháng 10 âm lịch, mà họ cần phải tận dụng tốt những thời gian này thì tiền chắc chắn sẽ đổ về túi bạn trong năm 2022 cực kỳ là lớn. Ngoài ra thì điều này cũng có nghĩa là người tuổi Mùi nên phải nỗ lực hết sức và kiếm tiền trong tháng 10 âm. Thứ nhất, vì sau những giai đoạn này họ sẽ khó khăn mà gặp được những cơ hội tốt tương tự là điều rất khó. Và thứ hai là vì họ còn có một tháng khó khăn trước mắt nữa. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Ngọ. Trong tháng 10 âm lịch thì những người tuổi Ngọ luôn được lãnh đạo tin tưởng nhất và trọng dụng nhất. Trong mọi công việc họ cũng nên phải nỗ lực cố gắng để phát triển năng lực của bản thân mình, để nhằm đạt được những mục tiêu tăng chức, tăng lương, tăng đường thu nhập. Còn về tài vận thì nguồn thu chính rất ổn định, nhưng không nên bỏ tiền ra để đầu tư mà tránh thua lỗ. Còn chuyện tình cảm của người nữ tuổi Ngọ là tốt đẹp và khởi sắc hơn những người nam giới tuổi Ngọ. Với con giáp này cũng nên phải chăm sóc tốt cho đôi mắt của mình, không nên vừa nằm vừa xem điện thoại quá lâu, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến con mắt của chính bạn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Dần. Theo các chuyên gia trong phong thủy nói rằng, với những người tuổi Dần là người đa số đều mang trong mình một tính cách độc lập và tính cách mạnh mẽ, trong lòng thì có một tính tự trọng rất cao. Họ cũng rất lạc quan, vui vẻ và đầy nhiệt huyết, đặc biệt là trong công việc. Và ngoài ra họ cũng là những người khá liều lĩnh và có những bước đi rất táo bạo. Do đó mà họ thành công thì họ cũng thường là thu được những kết quả cực kỳ rực rỡ, nhưng họ không kiêu ngạo. Bên cạnh đó thì người tuổi Dần còn là những người sống nghĩa hiệp, rất ghét sự bất công trong xã hội, thường đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế và được rất nhiều người yêu mến và nể trọng. Và trong năm 2022 thì người tuổi Dần đã được đánh giá là người có vận may không tồi, luôn rơi vào giai đoạn giữa năm như tháng 5 âm lịch và gần về cuối năm đó là tháng 9, tháng 10 âm lịch. Đây là lúc hầu như làm gì thì Dần cũng thu về những kết quả cực tốt.
con đường thu nhập tăng dần, thậm chí là đột biến hơn cả mức mà họ đang mong đợi, để đảm bảo cho họ có một cuộc sống giàu sang hơn, hoặc chí ít thì cũng dư dả và sung túc trong dịp cuối năm này. Do đó, với lời khuyên dành cho những người tuổi Dần là hãy sáng suốt phân tích tình hình, nắm bắt mọi cơ hội và trong công việc đến với họ trong tháng 10 âm. Hãy chăm chỉ nỗ lực làm giàu cho chính bản thân. Và theo tử vi học cũng có nói là tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn cuối cùng của người tuổi Dần trong năm nay. Chính vì thế, khi bước sang tháng 10 thì cũng là tháng may mắn, nên Dần đừng lo lắng gì hết. Hãy tập trung cho sự nghiệp, bạn sẽ thu về những thành quả cực kỳ xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.